Xin chào toàn thể các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh VHTV. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho các bạn căn bệnh của máy B15F1100. Thưa các bạn, bệnh về da sẽ càng nhiều và khó nổ. Đây là một trong những nguyên nhân mà chúng ta thường gặp. Bởi vì căn bệnh này là nguyên nhân do đường nhiên liệu các bạn nhé. Khi gặp những cái trường hợp này, các bạn chỉ cần kiểm tra đường nhiên liệu như tổng bơm cao áp, tức là heo dầu đó các bạn. Sau đó chúng ta kiểm tra nếu nhiên liệu nó bơm rất khỏe thì chúng ta phải chuyển về kiểm tra ngay đường dẫn nhiên liệu về cụm kim phun, tức là bẹc phun. Bởi vì khi tổng bơm cao áp đã không có vấn đề gì thì chắc chắn là cụm kim phun sẽ có vấn đề. Thì chúng ta sẽ mở cái cụm kim phun ra, kiểm tra xem cái ti của cái cụm kim phun đó nó có viên bi nữa không. Nếu không có viên bi nữa thì chắc chắn rằng là đây là một trong những cái lỗi mà chúng ta thường gặp. Bởi khi cái viên bi đó nó qua quá trình chúng ta chỉnh thì dẫn đến vặn quá tay, hoặc là cũng có thể là khi máy hoạt động dẫn đến cái viên bi nó chảy đi và nạt ra, có thể nó đã những cái mụn hợp kim đó nó đã vào ở trong những cái bít tông của kim phun. Dẫn đến kim phun nó không được hoạt động bình thường, có thể là tắc tịt hoặc là cũng có thể là nó mài mòn ở cái ốc chỉnh cụm kim, dẫn đến là ốc chỉnh cụm kim nó sẽ chạy, nó không có được, nó không định vị và cố định được ở vị trí mà khi chúng ta đã siết chặt cái con ốc ngoài, thì dẫn đến nhiên liệu có thể nhiều quá. Hoặc là khi nó nghẹt cái kim, tức là nghẹt cái bít tông kim, dẫn đến là nó sẽ có tiếng kêu, nó rền ga, ta hay thường gọi là rền ga, dẫn đến nó có những cái tiếng kêu lập bập, nó không đều, tiếng gõ lạch cạch, do nhiên liệu không vào bù đốt được đều, dẫn đến nó có cái hiện tượng đó. Khi chúng ta đã kiểm tra cái cụm kim phun thì các bạn lưu ý là hãy vệ sinh sạch sẽ trước khi chúng ta thử nhiên liệu ngoài các bạn nhé. Còn bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho anh bạn đây sẽ mở cụm kim phun để kiểm tra. Đấy, các bạn xem cái cụm kim, cái ti kim nó lại, cái đầu viên bi nó là nản không còn nữa đấy, các bạn thấy không? Những cái trường hợp này á thì khi máy hoạt động
thì nó nát cái mụn hợp kim, nó sẽ chạy vào ở bê tông kim, dẫn đến nó nghẹt cái bê tông kim, thì dầu nhiên liệu nó sẽ không hoạt động theo cái kiểu bình thường được. Nhiều đấy, do dầu nhiên liệu vào nhiều quá, đổ hết. Rồi về cùng kim đây, tương tự giống như cùng kim của máy tạo và máy nuôi. Đây, các bạn xem cái tí kim mà viên bi nó đã nạt ra không còn nữa. Bạn hơi cần chặt không? Vừa từ mắt vừa tay này. Bạn vừa tay sau khi chón nổ, cùng chón chặt thì cũng đừng có là cái sóng này khi chón nổ thì nó đang duy trì. Đấy, sau khi đã vệ sinh sạch sẽ và thay cái tí kim thì để chúng ta phải bước tiếp theo là chúng ta phải thử nhiên liệu ngoài các bạn nhé. Cái thứ nhất là biết được là cái bếp phun nó có hoạt động bình thường hay không. Đây là một trong những cái bước mà chúng ta nhất thiết là phải nên kiểm tra như thế này các bạn. Anh cho gá xuống chưa? Từ từ anh xem lại, cái ốc ở tuyo có am nó đã hở đấy, anh phải siết chặt lại. Anh mở hẳn ra đi. Rồi sau anh vặn lại từ đầu. Còn ở trường hợp mà anh để thể vặn tiếp vào là nó cái ren hơn nữa, nó không bao giờ kín được. Cái ốc này là dùng bằng cà lê 18 các bạn nhé. Khi vặn cái tiêu có áp vào ở ngay chỗ cung kim thì các bạn hãy dùng vặn bằng tay trước. Anh thấy cái tẹt không? Đó là cái mùn nữa, gỗ trong ấy đẩy ra. Cái mùn sắt nát ấy. Vặn vô thì vặn vô thì vặn ốc dưới không, vặn ốc dưới đấy, cái ốc chỉnh ấy. Không biết. Có nửa rén. Rồi. Đây là động cơ D15 S1100, động cơ diesel các bạn nhé. Rồi anh vặn vào khoảng nửa ren. Nửa là được. Đó, được rồi, đưa đây chán đầu cái này chỉnh tiếp. Đấy,
như thế gọi là được rồi. Bây giờ anh cứ cho lắp vào, khi nó nổ rồi thì chúng ta chỉnh bằng nghe bằng tiếng nổ thì chúng ta chỉnh lại cho chuẩn. Anh vệ sinh sạch sẽ đi. Đây các bạn, khi vệ sinh các bạn lưu ý vệ sinh thật sạch sẽ, rồi lấy rửa sạch, các bạn dùng một cái tút lơ vít các bạn ngoáy và các bạn lau chùi cho nó sạch sẽ trước khi đưa cụm kim vào các bạn nhé. Ôi trời, cũng mất hồn. Từ khi vặn cái ốc của tiếu và áp vào, các bạn lưu ý rằng là chúng ta vặn vào nhưng chưa được vặn chặt. Sau khi bỏ cái gống của cụm kim thì khi đó chúng ta mới bắt đầu vặn chặt cái con ốc của tiếu có áp các bạn nhé. Khi vặn hai con ốc giữ cái gống cụm kim này thì các bạn lưu ý là hãy vặn đều. Bên này hai ren thì vặn bên kia hai ren, chứ không nên vặn một bên cho chặt xong đó mới vặn lại bên kia, thì như thế là rất không tốt, bởi vì ảnh hưởng nó sẽ kênh dẫn đến là nó không khít. Nó lại thường là như thế là nó hay chẹt cái lung đen ở ngay chỗ là lung đen kim các bạn. Cái này là vẫn chưa nổ đâu, đầu vì đang còn hở ngay chỗ tiêu áp. Ốc đó là chưa chặt đâu, vì lúc nãy chưa vặn. Nếu các bạn thấy video này hữu ích và thiết thực thì mong các bạn hãy chia sẻ cho nhiều người cùng biết và ủng hộ kênh VHTV để có những cái bán bệnh nào mới và những chiếc máy khác tôi sẽ chia sẻ cho các bạn. Và cũng chúc các bạn xem video vui vẻ. Như chắc chắn sẽ nổ. Đây các bạn nhé, sau khi máy được thay cái ti của cụm kim phun cũng như vệ sinh sạch sẽ và lắp lại, máy đã hoạt động bình thường và không có khói nữa. Đối với căn bệnh này thì mỗi trường hợp mà không chuẩn thì nhiều người vẫn đoán sai đấy các bạn. Đấy, lúc này nổ thì nó khói là nghi ngút luôn. Nhưng khi trường hợp mà chúng ta đã làm cái đường nhiên liệu chuẩn
thì dẫn đến là máy nó hoạt động rất ngon và không có khói nữa. Vặn cái ốc dầu hôi này, các bạn lưu ý là phải có lồng đèn nữa các bạn nhé. Lồng đèn vào cho nó chuẩn chứ không như khi là nó kênh, nó chảy ra, thứ nhất là nó bẩn máy, thứ hai nữa là tốn nhiên liệu. Bởi vì nó sẽ đưa cái lượng nhiên liệu thừa về ở ngay chỗ cái cục cốc lọc. Nếu như trường hợp chúng ta không làm chuẩn và kín thì dẫn đến là nó không đưa nhiên liệu cả về ở ngay cái chỗ cụm cốc lọc được, thì dẫn đến nó sẽ tốn nhiên liệu. Do cái tiêu này bị nó không được kín và hơn nữa lông đèn chúng ta chẹt rồi, nó loẻn cái lông đèn rồi, cho nên là tôi để thay cái tí ô cùng với ốc và lồng đèn của cái ốc dầu hôi nữa, dẫn được cái nhiên liệu thừa ngay ở vị trí của cái cốc lọc. Đối với cái ốc giữ cái nắp capo này thì các bạn lưu ý vặn vừa tay nha các bạn, bởi vì tôi thấy rất nhiều là trường hợp là vỡ nắp capo này. Nhiều người cũng đến được ngay cái chỗ tôi để mua những cái nắp capo, lý do là chẳng là nhiều người khỏe quá mà vặn quá tay dẫn đến nó hỏng. Clip của tôi đến đây là kết thúc. Xin thân ái chào, hẹn gặp lại các bạn những clip tiếp theo.